Lô thất Mộc Lam Huy xin chào. Hiện giờ là 4 giờ chiều của ngày 31 tháng 8 năm 2019. Tất cả anh em thợ thuyền trong xưởng sơn của Mộc Lam Huy đang hoàn thiện các cái khâu cuối cùng của những bộ ghế để đầu tuần thứ ba chúng tôi sẽ đi giao cho khách. Còn ngày mai cũng như ngày thứ hai thì anh em chúng tôi sẽ nghỉ lễ. Thì trước mặt các bạn đây là một bộ bát tiên dòng cuốn mai, những chất liệu ở gỗ gõ đỏ tay 12. Một bộ này là bộ vân VIP của anh Toàn ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái bộ này thì anh em chúng tôi mới quét được một cái lớp sơn lót đầu tiên thôi. Thì hôm nay Huy vừa giao một chuyến hàng ở trên Biên Hòa xong, mình đi về kiểm tra hàng hóa thì thấy cái bộ ghế này đang lên lớp lót đầu tiên rất là đẹp. Nên là Huy quay lại một chút để gửi cho các bạn tham khảo. Thì trên một cái bộ ghế này để hoàn thiện nó thì nó sẽ mất là 5 lớp sơn. Thì đây mới là lớp sơn đầu tiên thôi các bạn ạ, là lớp sơn lót. Thì như các bạn có thể thấy đây, cái lớp lót này các bạn ạ, đó, lớp lót này lớp lót đầu tiên thì chúng tôi sẽ phải chà sạch đi và lót 2 rồi tới lót 3 rồi tới lên màu và lên sơn bóng. Thì ở đây chúng tôi mới làm xong một lớp thôi, nhưng mà thật sự là cái bộ ghế này nó rất là đẹp, nó rất là VIP. Cho nên là Huy muốn quay lại cái bộ ghế này để đăng lên YouTube để cho các bạn tham khảo. Đó, bộ này rất là đẹp. Bộ này Huy có đăng trong cái clip 3 bộ á, là bộ này là bộ 37 triệu, bộ dòng cuốn mai ấy. Là Huy đăng lên trong buổi tối thì anh khách hàng của Huy chốt luôn. Cho nên là Huy sơn luôn rồi cho anh. Để đầu tuần Huy sẽ giao cho anh. Đó là anh Toàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì như Huy có giới thiệu lần trong video lần trước á, thì cái bộ này là cái bộ liền, tó liền, không chắc. Đó, rất đẳng cấp. Đó, tó liền, cả tó ghế cũng như tó băng, hoàn toàn liền và không chắc. Và độ đục chạm thì cực kỳ sâu. Các cái đường nét tỉa tay rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, rất là sắc. Chính là bộ này rất là đẹp. Huy cố tình phải quay lại bằng được cái video về bộ này để gửi đến anh Toàn cũng như gửi đến các bạn khán thính giả, các bạn có thể theo dõi. Đây là mặt sau đó các bạn ạ. Thì các bạn có thể thấy những cái đường chạy này, đó là đường lót, lót đầu tiên là chúng tôi quét bằng tay. Việc cắt bằng tay thì nó sẽ gây ra hiện tượng là chảy, chảy lót như vậy. Đó, nhưng mà nó có một cái tác dụng vô cùng lớn, đó là cái lớp lót của chúng ta nó sẽ rất là dày. Đó, lớp lót sẽ rất là dày, rất là căng, là để cái đường lót sau của chúng ta lên á, nó sẽ đẹp hơn và mịn hơn, và khi sơn ấy thì nó sẽ ăn màu hơn. Thì đây là bộ ghế vân đặc biệt VIP mà Huy có giới thiệu lần trước rồi. Vân loang toàn bộ trên 6 món luôn, không có một cái món nào mà nó không loang. Đấy, nó chỉ là một cái lớp sơn đầu tiên thôi mà nó đã lên tới trình độ, lên tới cấp độ có như vậy rồi. Thì khi mà hoàn thiện cái bộ này thì Huy nói thật chứ nó phải gọi là hết sảy luôn. Tựa bát tiên, tấm tựa này cũng không có nối. Đó, thông thường thì ở ngoài thị trường tấm tựa bát tiên này sẽ phải nối dọc. Xin lỗi các bạn nhé, thông thường thì ở tựa bát tiên này sẽ phải nối dọc một miếng. Đấy là hàng phổ thông, nhưng mà ở đây thì hàng của Huy không nối. Và cái tấm tó này cũng sẽ nối, nhưng mà ở đây cũng không nối luôn. Đó, cho nên hàng này là đặc biệt VIP luôn. Ở đây là bộ này là của anh Toàn, thì Huy đã nhận rồi. Anh Toàn đặt bên Mộc Lam Huy khá là nhiều hàng, và anh nhưng mà anh chưa thể chọn được một bộ ghế ưng ý. Đầu tiên thì anh Toàn tính mua bộ Minh Quốc Đào 30 triệu vân VIP, nhưng mà Huy mình chưa có lựa được. Thế là anh chốt luôn bộ này luôn. Đó, cố lên một chút nữa thôi, chờ nguyên bộ bát tiên luôn. Rất là VIP. Đó, rất là đẹp. Nhưng mà bộ này thì tất nhiên là về nhà chúng ta để chúng ta sử dụng thì sẽ phải lau nhiều đấy các bạn ạ. Đó, phải lau nhiều đấy. Thì cái bộ này người ta hay gọi là bộ bát tiên dòng cuốn mai. Đó, dòng cuốn mai này các bạn ạ, bông mai ở giữa này. Đó, rất là đẹp, tó rất là cao các bạn nhé. Đó, cái tó này tới 37-38 phân đó, rất là cao. Và cái dáng ghế thì rất là oai vệ. Nhìn từ hướng bên này sang, các bạn nhìn bộ dáng ghế rất là oai luôn. Đấy,
Thì bộ này là mình báo giá lại cho các bạn là bộ này bao gồm 6 món này. Một ghế băng dài này, một bàn này, hai đôn này và hai ghế con. Tất nhiên là một cái là Huy đang ngồi đây rồi. Đấy. Bộ này có giá 37 triệu công khai. Vâng. Để lên trước khi kết thúc cái clip này thì Huy xin được cảm ơn anh Toàn cũng như là cảm ơn rất nhiều các vị khán giả luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Mộc Lâm Huy. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện những cái đơn hàng trước để kịp để bàn giao cho các bạn khách hàng các đặt của bên Mộc Lâm Huy. Và vâng, vậy nên trước khi kết thúc thì Huy cũng xin được cập nhật cái lịch làm việc của bên Mộc Lâm Huy mình là từ thứ hai tới thứ bảy và chủ nhật thì làm việc buổi sáng đối với anh em giao hàng, còn đối với anh em thợ mộc thợ sơn thì sẽ nghỉ luôn ngày chủ nhật. Vâng, vậy đây Mộc Lâm Huy xin phép kết thúc cái clip ở tại đây nhé. Và một lần nữa là rất cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Mộc Lâm Huy. Chúc cho các bạn luôn mạnh khỏe và gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống. Mộc Lâm Huy xin chào.